rồi, hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Hôm nay mình lên một con âm ly hàng công suất cũng tương đối là khá, công suất 250W một kênh. Con này mình quýnh được lo là ba tắc gia đình cỡ lớn nha anh em. Máy là chạy với cấu hình là 12 sò hang lớn và đặc biệt tăng phô dưới nguồn nó cũng lớn luôn, nên cái công suất của em nó cho ra rất là khỏe. Ở bác nào xem qua thấy hết cái mẫu này liên hệ mình nha, tí xíu sẽ quay bên trong cho mọi người xem. 12 sò lớn tăng phô là 25A lận nha anh em, tăng phô đại 25A, ở tăng phô dây đồng luôn nha. Con máy dinh rất là nặng và tình hình con máy này là còn rất là đẹp, ngoại hình đẹp đẹp, không như không phải như mới, không phải là hình mới nhưng mà nó còn rất là mới các bạn, mới đẹp. Và nghe nhạc karaoke tốt hết, volume master tổng thì hai kênh riêng biệt L và R, kênh bên trái và kênh bên phải riêng biệt nha anh em, mình chỉnh tùy ý đây. Đó. Rồi dặn lên nè. Đó. Lên nè. Volume riêng biệt. Và con máy này chạy Bomit 40C Eco là 2399. Mình thích hợp cho gia đình bình dân, bình dân mà chơi máy bạo lực nha anh em. Con này 250W một kênh, tổng công suất là 500W lận. Rồi mình sẽ giảm lại tí xíu nha, tại vì cái lo để rất là gần. Đó, vang vọng em nó thì rất là nhẹ và karaoke cũng tương đối hay nha anh em. Vang vọng nó echo delay repeat. Cái tiếng lặp lại nó cũng trung thực, ca cũng rất hay. Thì cái dàn núm volume là đã được kiểm tra và hoàn hảo hết, mình mới lên clip. Là con máy là chạy là full chức năng nha anh em. Máy tốt 100%, nghe nhạc karaoke ổn định. Rồi bây giờ anh em sẽ được xem bên trong cấu hình của em nó. Con máy này hành lý giá cũng phải chăng nha. Nắp máy thì cũng mới xanh nha anh em, nắp máy mới. Đây, nắp máy còn rất là đẹp, nước sơn và cái nắp rất là dày nha anh em. Đây. Bên trong là chúng ta thấy là gắp đồ lớn nha. Một bên là 6 sò. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, 6 con một vế. 2 vế là 12 sò khác. Là sò Toshiba lớn luôn. Và tăng phô nè anh em. Đây, con máy là bao bự bao nặng luôn nha, công suất lớn luôn. Tăng phô 25A. Con này báo giá luôn, giá là 1.200.000 nha anh em, 1.200.000 đồng, giá này không bao ship ạ. Giá cũng phải chăng, 12 sò hang lớn 1.200.000 đồng, bo nguồn 4 tụ lọc, mạch động là bao zin cho anh em nha. Công suất nè, hai vế công suất là bao zin, hai vế này chưa hai, chưa lai, chưa sửa nha. Và cái vĩ mạch chúng ta thấy có cái hành thép, cái hành bắt, cái bát gia cố cái mạch chúng ta này. Đó, gia cố nó giữ cái mạch không động đậy ha, không động đậy nên rất là cứng, rất là bền. Đó, không động đậy cái mạch công suất. Đó. Đó, quá đẹp anh em.
công nghệ của Hàn Quốc nha. Đó. 250W một kênh, chạy lo 4 ohm nè, 4 ohm tới 8 ohm, tổng công suất 500W nè. Đó, hàng này là máy cứng máy đẹp, giá chỉ 1.200k, quýnh được lo 3 tắc thoải mái luôn. Rồi, clip chỉ như thế, bác nào xem thấy hết thì liên hệ em đặt hàng ủng hộ nha các bác ơi. Con máy hàng nặng hàng khủng, bao đám lo ba tắc luôn, chạy ổn định. Rồi, xin chào.